ăn. Nhan à, lại đây nè, em quậy con đó, đi ra đây nè. Nhan con, lại đây mẹ nè. Nó cười em quá. Mắc cười em quá. Mắc cười em. Nhan có mắc cười em con không? Ngày 21, ngày 21 sang năm thì tới lên lớp 1 rồi. Hả? Sao con biết nhắn tin vậy? Con đăng ký video lên á, tôi sang nè. Diễm ơi, con quay phim xong rồi con đăng ký vô cái nút dấu cộng á con. Bấm vô cái dấu cộng á, chứ không phải mình diện. Cái dấu cộng mà chỉ thêm video đó là con tải lên được à. Con bấm vô nút dấu cộng á nghe, thằng nói hình bệnh viện rồi xong rồi có chữ video con tải lên. Rồi nếu như mọi người xem video của con á thì người ta sẽ thích, người ta sẽ đăng ký kênh cho con. Rồi khi nào được 1.000 người á thì cô sẽ chỉ con like nha. Nếu cô muốn like thì làm sao hả? Like thì con bấm vô nút cộng á, dấu cộng ở trên YouTube á, rồi con bấm vô nút like. Có like trực tiếp á, có chữ trực tiếp, con bấm vô chữ trực tiếp á. Chơi hình khác đi hả? Chút xíu nữa cô chơi hình khác nha. Nãy giờ chơi chưa được 15 phút nữa, 15 phút mình đổi nha. Có Giang đây, cô không có thay pin được. Có như có Giang là Giang lấy pin của mình mất tiêu hết trơn à. Có ba dưới không? Kêu ba dưới em chưa? Dưới em nặng mẹ dạy con học bài. Con gom đồ chơi bỏ vô gỗ nè. Gom bỏ vô gỗ nè. Hả? Cái gì? Con là Chi nè, chào Chi Chi. Ở đâu chú ơi, chỗ nào cô ơi? Giang là ai vậy cô? Ủa Giang đâu cơ? Giang. Giang á, bé Giang đây nè, cả nhà thấy bé Giang không? Đó, Giang là ai đó? Thấy cô gái Giang không cả nhà ơi? Giang ơi, bạn hỏi con là ai mà con không giữ quá kìa. An ơi, An làm gì đó? Xin chào. Cảm ơn gì mà cảm ơn, xin chào Giang đó các bạn. Giang không dữ lắm. Nãy giờ Giang ăn hiếp chị hai không à. Hát cái gì vậy? Giang